chào quý khán giả và bà con nông dân. Rất hân hoan chào đón quý khán giả và bà con nông dân đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh và công ty Trúc Anh thực hiện. Như quý khán giả và bà con nông dân đã biết, thời gian gần đây thông tin thất bát trong nuôi tôm đã râm ran xuất hiện ở hầu hết các khu vực nuôi tôm trong tỉnh Bạc Liêu. Bên cạnh đó, giá tôm thương phẩm trên thị trường lại thấp, trong khi đó thì giá vật tư phục vụ cho nuôi trồng thủy sản tăng cao, nên hiệu quả sản xuất thấp. Trước tiên chúng tôi xin chia sẻ những khó khăn với bà con. Và để giúp bà con có thể nắm bắt được kỹ thuật xử lý kịp thời những biến động của thời tiết, cũng như là áp dụng phương pháp sử dụng các chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi để hạn chế phần nào rủi ro, giữ vững sản xuất, nên hôm nay Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh và công ty Trúc Anh thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp với chủ đề điều trị một số bệnh thường gặp trên tôm nuôi theo quy trình nuôi tôm sạch. Thưa quý khán giả, thưa bà con nông dân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những diễn giả tham gia chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Lê Anh Xuân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội nghề cá Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Nguyễn Văn Bụi, quyền chi cục trưởng chi cục nuôi trồng thủy sản tỉnh Bến Tre. Kỹ sư Quỳnh Quốc Khởi, phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn các diễn giả đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý khán giả, thưa bà con nông dân, và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu các số điện thoại đường dây nóng của chương trình để quý khán giả và bà con đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu đặt câu hỏi với các vị khách mời của chúng tôi. Bà con chú ý những số điện thoại nổi trên màn hình sau đây. Đó là 07813-700-777 và số 07813-825-925. Chúng tôi xin nhắc lại những số điện thoại đường dây nóng. Đó là 07813-700-777 và số 07813-825-925. Ngay từ bây giờ thì mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp. Bà con hãy gọi đến các số điện thoại đường dây nóng để những diễn giả của chúng ta sẽ giải đáp trực tiếp với bà con. Thưa bà con và quý khán giả, do thời lượng của chương trình có hạn nên chương trình kỳ trước chúng tôi vẫn chưa trả lời hết một số câu hỏi của bà con đặt ra. Cho nên trước khi bà con đặt câu hỏi cho chủ đề hôm nay thì chúng tôi xin mời kỹ sư Lê Anh Xuân, giám đốc công ty Trúc Anh, tư vấn cho anh Nguyễn Văn Mỹ ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải với số điện thoại 0949 989 577. Trong chương trình kỳ trước anh có đặt câu hỏi cho chúng tôi như sau. Đó là tôm nuôi được hơn một tháng nhưng hiện nay thân tôm lại có màu xanh ăn yếu và đã sử dụng một số thuốc điều trị gan AB45 để trị nhưng vẫn không hiệu quả. Anh hỏi thì để như vậy với tình trạng này thì nguyên nhân nào gây ra và cho biết cách khắc phục như thế nào? Chúng tôi xin mời kỹ sư Lê Anh Xuân ạ. Kính thưa bà con và các quý vị đang theo dõi chương trình. Kính thưa anh Mỹ. Thì trước cái tình hình mà biến đổi khí hậu cũng như sự bùng phát tảo của thủy triều đỏ năm 2005 và người ta đã tìm thấy rằng là có một số cái loại vi sinh vật đặc biệt như loại vi tảo, tảo đơn bào nó có thể là gây chết tôm trên một cái diện rộng và dẫn ra như thế thì trong những cái năm gần đây, đặc biệt 2 năm gần đây thì là chúng ta gặp rất nhiều các loại bệnh và cái loài tảo mà như tôi vừa mới nhắc Alexander Rum á thì nó phát triển cực kỳ tốt trong cái môi trường mà giàu dinh dưỡng, đặc biệt là cái trong cái ao nuôi tôm của chúng ta. Chính vì thế cho nên là tôm của chúng ta nó dưới cái sự biến đổi khí hậu rồi dưới những các cái tác động khác rồi vi sinh vật rồi tất cả các thứ như bà con chúng ta đã biết thì như vậy là bệnh xảy ra nó trên một cái diện rộng và đặc biệt cụ thể ở đây ao tôm của anh tôm được một tháng tuổi. Tôm thì màu xanh, vỏ thì rất chi là xấu, tôm thì ăn yếu, chắc chắn gan nó cũng chẳng đẹp gì, phải không ạ? Anh cũng đã quan tâm chính là đến cái gan, nhưng mà chúng ta hãy nếu nuôi tôm thì như bà con và các bạn cũng như anh, thì chúng ta phải quan tâm đến những cái vấn đề là tổng thể nhất. Thứ nhất là trong cái môi trường, ở cái trường hợp như thế này, anh có thể là sử dụng cái EDITA bởi vì cái ô nhiễm trong đáy ao nuôi của chúng ta và cái kim loại nặng trong đáy ao của chúng ta cái ngưỡng nó rất chỉ là cao. Bởi vì BOD và COD ở trong cái môi trường nước mặn
là chúng ta chưa kiểm soát hết, tức là các cái ô nhiễm môi trường trong đáy ao nuôi của chúng ta nó cũng chưa kiểm soát hết. Thì đây là một số cái mà chúng tôi cũng đã tư vấn hướng dẫn cho một số bà con, đó là khi tôm mà nó gặp cái tình trạng như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng cái EDTA để ta khử bớt cái kim loại nặng, chứ không phải là tập trung ta đánh vào phế gan. Bởi vì khi con tôm mà nó sống trong cái môi trường mà nó sạch sẽ, hàm lượng oxy nó đầy đủ, dinh dưỡng của chúng ta cung cấp nó tốt, chúng ta chọn được con giống nó chất lượng, cách quản lý cho ăn hợp lý, thì chắc chắn rằng con tôm chúng ta chẳng có bệnh gì. Nhưng do là có những cái sự là nó khuyết ở một cái điểm kỹ thuật nào đấy trong quản lý môi trường, trong cách phòng trị bệnh của chúng ta, trong cách chọn giống của chúng ta mà nó xảy ra những cái hiện tượng bệnh nói trên. Thế thì rồi nó đầu tiên là nó có thể là con tôm có thể là không ăn được, đường ruột không có, hoặc gan nó sẽ sưng lên, nó sẽ vàng ra. Rồi chúng ta chưa nhìn thấy gan là chúng ta trị, và chúng ta chưa cho ăn kháng sinh, cho ăn kháng sinh rất nặng rồi cũng không hiệu quả. Cho nên theo tôi thì anh nên thử là chúng ta đánh cái EDTA 4 ký cho 1 ngàn, chúng ta đánh vào buổi chiều. Sau đấy, bởi vì khi đánh EDTA với cái liều lượng như thế, độ kiềm nó sẽ hơi tuột và con tôm sẽ trắng ra. Chúng ta sẽ thấy được đường ruột, chúng ta sẽ thấy được gan. Sau đấy chúng ta cấy vi sinh. Cấy vi sinh thì vi sinh chúng ta cấy với cái liều nó nặng lên. Ví dụ như lâu nay mà bà con mà có xài sản phẩm thì lấy một cái gói Tavonro chúng ta cấy cho 2 ngàn. Thì như vậy là sau đấy chúng ta chỉ việc cho ăn bình thường lại. Thì cũng chúc anh là thành công. Xin cảm ơn phần trả lời vừa rồi của kỹ sư. Thưa quý khán giả, thưa bà con nông dân, và tiếp theo chương trình là một câu hỏi của kỳ trước mà chương trình vẫn chưa trả lời. Đó là câu hỏi của anh Trần Minh ở xã Long Thủ, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Anh hỏi như sau: tôm được 1,5 tháng tuổi, môi trường nuôi ổn định, nhưng sau đó tôm bị kéo đàn bỏ ăn và sau vài ngày bắt đầu chết. Khi đó thì thấy tôm bị teo gan, trường hợp này phải điều trị như thế nào? Câu hỏi này của anh chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Văn Bụi ạ. Xin mời kỹ sư. Anh Minh thân mến, cùng tất cả các bà con mình xem đài. Thì qua câu hỏi của anh Minh thì ở đây anh cũng chưa nêu rõ là mình tôm sú hay tôm chân trắng, nhưng mà theo qua câu hỏi chắc tôi nghĩ là đây là chắc là tôm sú. Thì ở đây thì anh nêu là cái tôm được 1,5 tháng tuổi và cái môi trường thì ổn định, nhưng mà sau đó thì tôm bị kéo đàn và cũng như bỏ ăn. Thì cái này cũng xin trao đổi cùng với anh Minh. Thì này, tôm nuôi được 1,5 tháng tuổi và môi trường ổn định thì kéo đàn, thì khi tôm kéo đàn thì chúng ta phải kiểm tra liền, tức là kiểm tra lại, tức là mặc dù môi trường ở đây anh nêu là ổn định nhưng mà chúng ta phải kiểm tra lại cái môi trường nuôi, đặc biệt là cái đáy ao cũng như cái độ kiềm cũng như cái pH ở trong ao lại, xem kiểm tra kỹ. Và chúng ta nếu tôm kéo đàn, chúng ta kiểm tra các yếu tố môi trường mà thấy nó ổn định hết thì chúng ta cũng phải coi lại cái thức ăn và cũng như là cái biểu hiện, các cái biểu hiện hoạt động của tôm, như là ví dụ chúng ta kiểm tra các cái phụ bộ, trong đó có kiểm tra gan, đường ruột và các cái tức là cái màu nước, tức là mật độ tảo trong nước, chúng ta phải kiểm tra kỹ thì để chúng ta đề phòng trước. Nếu chúng ta kiểm tra các cái môi trường cũng như các cái chỉ số môi trường và kiểm tra cái gan đầu tôm, chúng ta thấy nó có những cái biểu hiện mà nó không bình thường, tức là gan tôm nó có, tức là trước khi nó teo thì nó cũng có cái dấu hiệu rồi, để chúng ta là đề phòng liền. Nếu chúng ta mà thấy cái gan tôm mà nó yếu, hoặc là thức ăn mà nó đường ruột nó trống rỗng thì chúng ta phải tăng cường, đối với đường ruột này kia chúng ta phải tăng cường cái men vi sinh để chúng ta tăng cái khả năng hấp thụ thức ăn đối với tôm, tức là tăng cái men vi sinh vô. Còn nếu chúng ta thấy cái hiện tượng mà tôm, tức là gan, tức là trước khi mà gan tôm nó teo, tức là ở đây cái bệnh là teo và ngoại tử gan tụy đó, thì trong cái vừa qua thì cái bệnh này rất là nhiều, và có thể là chúng ta thấy hiện tượng này chúng ta phòng ngừa, chúng ta cho tăng nhiều cái thuốc, tức là cái thức ăn bổ sung, tức là tăng cái sức đề kháng cũng như là cái thuốc bổ gan, cũng là các cái thuốc mà để tăng cái chức năng về cái gan cũng như cái hệ miễn dịch của tôm. Và
nếu chúng ta đối với bệnh này thì thường xuyên gặp, thì cái biện pháp trị thì nói chung là trước ngay thì mình đã trị thì nói chung là nó cái tỷ lệ mà nó hết bệnh cũng ít lắm, tức là khoảng cũng 30-40% thôi, chứ mà trị nói chung rất là khó đối với bệnh này, bệnh teo và ngoại tử gan thủy. Và cái này cũng xin trao đổi cùng với anh Minh là chúng ta nên cái đối với những chúng ta đề phòng cái bệnh này, chúng ta có phòng là chính, tức là phòng bệnh đối với bệnh teo ngoại tử cái gan thủy này, nghĩa là chúng ta phải đối với cái nước, tức là nước, tức là trước khi chúng ta thả chúng ta phải xử lý triệt để. Rồi giống thì chúng ta phải chọn cái giống với nó khỏe sạch bệnh, tức là trước khi chúng ta thả chúng ta nên xem ngoài những cái bệnh mà hiện nay chúng ta bắt buộc xét nghiệm, ví dụ như bệnh đốm trắng đầu vàng hay là bệnh ngoại tử về cái hội chứng ngoại tử gan tụy, hiện nay xét nghiệm chưa đánh giá được, chưa tìm được nguyên nhân, chưa đánh giá được, nhưng mà chúng ta phải xét nghiệm cái bệnh teo và ngoại tử gan tụy. Chúng ta phải xét nghiệm cái bệnh này, hiện nay bị cái bệnh này rất là nhiều. Chúng ta chủ yếu đối với bệnh này chúng ta phòng là chính, còn trị được rất khó. Trong mặc dù vậy thì trong quá trình chúng ta nuôi thì chúng ta cũng phải thường xuyên bổ, tức là bổ sung thêm thức ăn, tức là cái các cái loại thuốc khoáng chất cũng như là cái thuốc mà để tăng chức năng cái hệ miễn dịch và cái chức năng về gan đối với tôm. Thì đó là một số cái nội dung cũng trao đổi cùng anh Minh và bà con xin đại. Xin cảm ơn kỹ sư Bùi. Thưa quý khán giả, thưa bà con nông dân, và tiếp theo chúng tôi xin mời kỹ sư Vĩnh Quốc Khởi, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Mạnh Hiền ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Và đây cũng là câu hỏi mà của kỳ trước chương trình vẫn chưa có dịp trả lời. Anh Hiền hỏi như sau: tôm được 2 tháng rưỡi nhưng không lột được và sau đó bị dở gan và tấp mé. Như vậy thì có cách gì để khắc phục hay không? Chúng tôi xin mời kỹ sư Vĩnh Quốc Khởi ạ. Kính thưa anh Hiền và các bạn xem đài. Như kỹ sư Bụi vừa trả lời cho anh Minh thì hai câu hỏi này gần như giống như nhau, thì chắc có lẽ tôi lồng ghép vô để bổ sung thêm chỗ anh Bụi và chỗ anh Hiền hỏi về cái câu hỏi này. Thì báo quý vị xem đài, thì nuôi tôm là một nghề sinh học và rất là khó, vì nuôi tôm trong môi trường nước mà môi trường dễ lây lan dịch bệnh và quá trình quản lý cũng rất là khó. Mặc dù chúng ta nói môi trường ổn định, nhưng mà chúng ta phải biết là gì? Ổn định nhưng mà chúng ta nhìn mắt thường hay là chúng ta kiểm tra bằng các thiết bị đo? Thì cái này bà con cũng lưu ý là chúng ta có khi chúng ta nhìn màu nước đẹp, nhưng thực chất là chúng ta thấy đẹp, chứ đối với con vật nuôi chưa phải là đẹp. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có thiết bị đo. Đó, để đảm bảo môi trường ổn định thì bà con phải chúng ta phải đo pH.